phút này là cái giờ phút cho tôi được cúi đầu cảm tạ tất cả anh chị em trong một cái đại gia đình. Hôm nay chúng ta tập hợp không phải để nghe những bài diễn văn viết sẵn trên giấy, mà chỉ xin phép cho tôi được nói cái tấm lòng của tôi, cũng như bao nhiêu lần tôi nói chuyện với những người ngoại quốc. Tôi nói có lẽ là tôi không nói tiếng Anh, nói tiếng Pháp giỏi như các ông, vì Anh ngữ hoặc là Pháp ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của tôi. Nhưng tôi tin rằng quý ông sẽ nghe được tiếng lòng của tôi phát xuất từ dòng máu của một người mất quê hương. Thì tối hôm nay tôi xin đa tạ tất cả anh chị em, quý cô bác đã có lòng thương đến cho tôi được gặp. Thì ngày mai tôi lại ra đi, rời khỏi Brisbane và tiếp tục cuộc hành trình còn lại cho đến cuối đời của tôi. Mỗi người chúng ta đều có một cái cơ duyên để gặp gỡ, và không biết rằng trong tương lai có còn gặp lại nhau không. Cho nên xin phép được coi như tối hôm nay là cái tối hội ngộ, và cũng tạm biệt tất cả quý vị. Có lẽ là tôi không làm mất nhiều thời gian để mà kê khai từng tên tuổi quý vị, nhưng nói là tóm lại là mỗi lần tôi gặp lại quý vị, những khuôn mặt thân tình, những nụ cười, những cái bắt tay nằm ấm, lòng tôi vô cùng xúc động. Vì bản chất con đời của tôi là sống về tình cảm rất nhiều, và từ cái tình cảm đó đã dạy cho tôi một điều là thủy chung về ăn nghĩa ở cuộc đời. Tôi xin phép được thưa chuyện để tôi có hỏi thăm anh Táo Lê là hôm nay em cho anh được nói chuyện bao nhiêu phút. Thì Táo Lê có nói rằng đã thảo luận với bác sĩ Cường cũng như là Mỹ Linh và anh chị em ở đây là anh cứ nói tấm lòng của anh đi. Khi nào các cô bác ở đây chán không thể nghe nữa thì anh sẽ biết. Và anh sẽ ngưng. Thì tôi cầu lại rằng những lời tôi sắp nói không có chán. Đối với người, mỗi người trong chúng ta, khi chúng ta bước vào cái tuổi từ 80 đến 90 tuổi thì càng hiểu rõ một điều là cuộc đời là lẽ vô thường, và cái quỹ thời gian của cuộc sống của mình không phải đếm bằng năm mà đếm bằng tháng và bằng ngày. Tôi xin kể là một câu chuyện. Sau hơn 10 năm tôi bị đày đọa trong mục tối của Cộng sản Hà Nội, không có ánh đèn, không có ánh nắng mặt trời, tôi nằm trên vũng máu xà liêm biệt giam, bị 96 lần tra tấn chết đi sống lại. Và sau hơn 10 năm, nhờ chính phủ Úc đài lợi, nhờ các cơ quan công quyền quốc tế và nhờ đồng bào khắp nơi tại hải ngoại biểu tình đòi hỏi tự do cho tôi, thì tôi được trở về lại Úc để gặp lại nhà tôi, để chờ tôi hơn 12 năm nuôi con chờ chồng biển biệt tâm tức. Thì khi tôi đến Sydney thì chính phủ Úc yêu cầu tôi phải đi khám bệnh gấp, vì biết rằng tôi ở trong trà liêm biệt giam hơn 10 năm không có bị khám bệnh gì, không được khám bệnh. Lâu lâu người ta cho một vài viên xuyên tâm liên để uống thế thôi, sống chết mặc bay. Thì sau khi khám bệnh của một vị chuyên khoa bác sĩ 3 ngày, ông ta khám đủ nội tạng rồi chụp hình phổi, chụp hình tim đủ sữa. Thì cuối cùng cái ngày thứ 3 muốn nghe kết quả thì ông ta mời tôi vào, và không mấy cô y tá nữa, và ông ta nói rằng bây giờ trước khi tôi nói chuyện kết quả về sức khỏe của ông, và tôi cũng đã được biết ông là ai rồi,
Tôi chỉ xin phép được nói với ông một câu rất là chân tình. Trong cuộc đời làm bác sĩ chuyên khoa của tôi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi không hiểu tại sao ông còn sống. Với cái kết quả mà chúng tôi khám ông 3 ngày vừa qua, tôi không hiểu tại sao ông còn sống. Tôi không muốn nói thêm nữa, nhưng mà nói câu đó để thấy rằng khi tôi trở về, ngày tôi ra khỏi nước Úc năm 1900, đầu năm 1981, tôi cân nặng 72 kg. Ngày tôi trở về chưa đầy 38 kg, đi không nổi. Nhà tôi nhìn tôi không ra, con tôi nhìn tôi không biết được là cha của mình. Nói như vậy để biết rằng cái cuộc đời đến ngày hôm nay, bước vào cái thập niên 80-90 rồi, và miệt mài đấu tranh 44 năm qua không ngưng nghỉ một ngày, không lo vấn đề mưu sinh cho bản thân, mặc dù có một vài cái trình độ căn bản nào đó để sống một đời sống sung túc tại Úc Châu. Tôi bỏ quên luôn cả hạnh phúc gia đình. Khi tôi ra đi, nhà tôi có 29 tuổi, con trai của tôi có 2 tuổi đầu. Thì tôi trở về đến ngày hôm nay tôi vẫn còn đứng đây để cúi đầu thưa chuyện cùng tất cả quý vị và anh chị em, gặp lại những người bạn tâm tình. Tôi muốn nói là cái câu của người bác sĩ: bản thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi còn sống đến ngày hôm nay. Và để trả lời cái câu đó, tôi xin thưa quý vị rằng sở dĩ tôi còn sống được đến ngày hôm nay vì tôi nhờ những cái ân tình của quý vị, của các chiến hữu, của gia đình, của bạn bè thân yêu đã nâng tôi đứng dậy. Sau bao nhiêu lần có thể là gục ngã, gục ngã vì sự đọa đày trong lao tù, khác với một cái lao tù gọi là cải tạo của anh em quân cán tiến miền Nam, mà tôi là người đầu tiên từ hải ngoại trở về để tham gia kháng chiến phục quốc, thì đã bị ghét tội là một tên đại phản động chống lại cách mạng đầu tiên tại hải ngoại. Cho nên họ làm đủ mọi cách để tiêu diệt tôi, nhưng mà ngày hôm nay tôi còn sống được là tại vì tôi nhờ cái ân tình của quý vị. Tôi đã nói chuyện với con của tôi, các cái tuổi trẻ Việt Nam ngày hôm nay, mà tôi hiếm trần cái tinh thần đấu tranh của phong trào giới trẻ. Tôi nói rằng các con, các cháu ở trên cuộc đời này có những trường đại học dạy cho các con, các cháu trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, nhưng không có một trường đại học nào trên thế giới này dạy cho các con, các cháu tốt nghiệp trở thành một người yêu nước chân chính. Muốn trở thành một người yêu nước chân chính để bảo vệ cái niềm tự hào của dân tộc, bảo vệ cái lẽ sinh phong của đất nước, văn hóa, lịch sử và nòi giống là phát xuất từ cái lòng yêu nước của mình, chứ không phải là bằng cấp. Có bao nhiêu người không tên không tuổi trong lịch sử hơn 4.000 năm dân tộc của chúng ta, những con người không tên không tuổi đã dựng quê hương thành tuổi thành tên. Cho nên tôi nghĩ rằng đối với tuổi trẻ, tôi thay mặt chúng ta, thế hệ của chúng tôi từ 80-90 tuổi tiếp tục cuộc hành trình còn lại, không phải vì mưu đồ một cái hư danh làm ông này bà nọ, không phải mưu đồ những cái tiện nghi vật chất ở đời, mà muốn tốt nghiệp cho cuộc đời của mình trở thành một người yêu nước thật sự. Mỗi một người trong chúng ta, của quý vị,
ngồi ở đây đều là bậc thầy của tôi, bậc đàn anh của tôi và những người bạn. Sở dĩ tôi gọi là những quý vị là bậc thầy vì mỗi người trong chúng ta có một lĩnh vực để hoạt động. Không ai có thể tự hào vỗ ngực xưng tên rằng tôi biết tất cả mọi chuyện trên đời này và tôi phải làm lãnh tụ tối cao. Bậc thầy là tại vì ở đây có những vị bác sĩ mà tôi thì không biết gì về y học, thì những vị bác sĩ này là thầy của tôi về phương diện y khoa. Có những bậc kỹ sư, giáo sư, bác sĩ, nhà khoa đều là bậc thầy của tôi cả, tại vì tôi không ở trong cái lĩnh vực đó. Cho nên từ cái tình nghĩa đó, chúng ta san bằng tất cả những cái giai cấp phù hoa ở trên cuộc đời này vì cái cuộc sống, nhưng trong cái lòng yêu nước là chung một tụ điểm. Cái lòng yêu nước đó đặt trên căn bản công chính và danh dự của con người, chứ không phải dưới một chế độ bao tàn, tàn sát nhân dân mà đặt đảng lên trên tổ quốc. Quý vị biết tôi muốn nói là đáng nào. Tôi chỉ xin thưa hai cái điều. Trong mỗi đời trong chúng ta có những người mang trong lòng những cái kỷ niệm vui buồn, ôm ấp trong lòng suốt cả cuộc đời. Trước khi nhắm mắt còn nhớ lại quá khứ, qua bao nhiêu nỗi thăng trầm của cuộc đời. Hôm nay tôi không muốn nói chuyện về kỷ niệm buồn, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện về kỷ niệm vui, vì chúng ta đang sống một đời sống cao hơn. Không biết quý vị như thế nào, nhưng bản thân của tôi, như bài thơ khi nãy Thu Hường cũng nói, nửa đêm tôi tỉnh thức tưởng mình còn quê hương. Bao nhiêu cơn ác mộng gặp mình, không hiểu là xung quanh mình ở đây là ở đâu. Rồi một chặp 5-10 phút sau mới tỉnh lại, mới biết mình đang ở Úc hay là đang ở Mỹ, đang ở Âu Châu. Nửa đêm tôi tỉnh giấc tưởng mình còn quê hương. Tôi chỉ xin thưa là hai mẫu chuyện để bắt đầu một cái giai đoạn đầu tiên khi tôi đến Úc, và cuối cùng trước khi kết luận thì một cái câu chuyện để cho tôi được nhận cái ân tình tiếp tục còn lại những ngày tháng cuối đời của tôi. Mỗi người trong chúng ta, thưa quý vị, đều có những cơ duyên mà không bao giờ ngờ trước được. Và dưới ánh nắng mặt trời này không có gì gọi là bí mật, trước sau gì cũng bị khai quật, thật hay là giả. Thì sau năm 1975 chúng ta lìa xa tổ quốc, thì ngày hôm nay mới ngồi đây à đây, tôi là gặp lại một nhân chứng trong cuộc đời, Nguyễn Từ Hương Mai, là người đã ngồi đi chung ghe với tôi vào tháng 5 năm 1975 từ Vũng Tàu xuống Gành Hào rồi qua Mã Lan trên đại gia đình của cụ Nguyễn Đức Hường, mà tất cả gia đình đang định cư ở tại Brisbane. Thì đây là một nhân chứng là đã cùng với tôi vượt biển ra đi. Thành ra sau này ví dụ nói rằng tôi là cái người vượt biển, người ta hỏi bằng chứng ở đâu, đây là bằng chứng sống mà tôi đã gặp lại. Rồi những ngày tôi tham gia phục quốc, tôi tổ chức phong trào liên minh hải ngoại
Phục quốc Việt Nam. Thì bác sĩ Bùi Trọng Cường là một trong những người chứng kiến tôi tuyên thệ anh em ở tại Brisbane trước khi tôi trở về là quê hương để phục quốc. Và thưa quý vị, nói về vấn đề vượt biên, cách đây mấy tháng trên con đường đi công tác khắp nơi trên thế giới, mỗi năm tôi đi Hoa Kỳ và đi Âu Châu 4-5 tháng trời. Thì vừa rồi tôi được mời qua bên Hoa Kỳ để nói chuyện về cái ngày thuyền nhân lìa xa tổ quốc năm 1975. Và sau đó mấy năm vừa rồi tôi có đi Đông Nam Á để trùng tu cùng một số anh em về mộ bia thuyền nhân. Thì sau khi tôi nói chuyện về vấn đề vượt biển ra đi người thuyền nhân để chết trên biển Đông, thì khi tôi ra về tôi gặp hai người mẹ Việt Nam. Mà giờ phút này tôi kể lại hình bóng của hai cụ vẫn còn trước mắt của tôi, và tôi kể lại bằng dòng nước mắt của một người con. Tôi đang đi thì có hai cụ già chống gậy, đàn bà, đầu tóc bạc phơ, và vói tay với tôi: "Ông Tôn, ông Tôn, ông Tôn." Tôi đứng lại tôi nói: "Dạ thưa cụ ạ, con đây." Thì cụ nói rằng: "Ông ơi, bọn tôi già lắm rồi, tôi 91 tuổi rồi. Cứ đi ra đây để đi bộ vòng 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 lấy sức khỏe. Tự nhiên hôm nay tôi được nghe ông nói chuyện về thuyền nhân, tôi cũng vượt biển ra đi đó ông Tôn." Cụ nói khàn khàn cái giọng mệt mỏi: "Và xíu chút xíu nữa tôi bị hải tặc nó hãm hiếp, nhưng nhờ thuyền quốc tế cứu chúng tôi. Lúc bây giờ tôi chỉ có 50 tuổi, bây giờ cũng 90 mấy tuổi rồi. Tôi giờ phút này vẫn còn hoảng hồn. Và khi nãy tôi đứng tôi lắng tai nghe ông nói về thuyền nhân tôi khóc. Thì ông Tôn ơi, tôi nghèo lắm. Giờ phút này tôi ở viện dưỡng lão, lâu lâu người ta cho ra đi bộ, còn con cái thì nó thất lạc, nó không muốn nuôi tôi nữa. Ở bên này nó như vậy đâu. Thì tôi không có gì, tôi có cái này, ông Tôn ơi, ông cầm đi." Thì bà rút ra tặng cho tôi 2 cây kẹo ho. Ông cầm đi và ngậm, vì ông phải đi nói chuyện nhiều. Và khi nãy tôi nghe nói chuyện ông thì ông bị ho nhiều quá. Tôi cầm 2 viên kẹo ho của hai người mẹ già gặp trên bước đường lưu vong hành trình đi đấu tranh, và tôi đã khóc. Đó là cái ân tình đã nâng tôi đứng dậy. Từ cái món quà nhỏ nhoi nhất của những người mẹ Việt Nam thương con và khuyên con rằng: "Ông hãy ngậm đi để nói chuyện khỏi bị ho." Đó là tình mẹ Việt Nam lưu vong của chúng ta. Thưa quý vị, nhờ những cái ân tình đó cho tôi tiếp tục không có nản lòng bỏ cuộc. Hiện nay tôi viết gần xong một cuốn bút ký. Tôi đã xuất bản rất nhiều hồi ký về lao tù, về phục quốc, những tuyến tập văn thơ như Thu Hường đã được viết, và anh chị em ở đây cũng có một số người đã đọc. Nhưng tôi đang viết và chấp hành một cuốn bút ký 40 năm nhìn lại cuộc đấu tranh tại hải ngoại. Trong đó nêu chi tiết những nhân vật tôi đã được gặp. Vì thưa quý vị và thưa các bạn, trong cuộc đời hoạt động liên tục toàn thời 44 năm qua, đi khắp cả thế giới, tôi may mắn đã hân hạnh được gặp hầu như tất cả những nhân vật của Việt Nam Cộng Hòa, từ quân đội, chính quyền, luôn cả vấn đề văn học nghệ thuật. Cho nên tôi biết rất nhiều. Có lẽ là trước đây năm 1975 về trước, trong quân đội chúng ta không có dịp để gặp các vị tướng lãnh,
vì cái bậc của chúng ta còn thấp, đâu có ai gọi là gặp tất cả các vị tướng trong quân đội đâu. Giỏi lắm là trình diện ông tướng sư, tư lệnh sư đoàn hay là lữ đoàn ở trung đoàn của mình mà thôi. Ông nào mà bây giờ ngày hôm nay nói rằng ở trong quân đội ta đã gặp hết tất cả ông tướng, nói dốc. Ngay cả bản thân của tôi có nhiều khi tôi gặp lại một vài vị tướng mà tôi chỉ nghe tên mà chưa bao giờ thấy mặt ở trong quân đội. Thì tôi muốn nói như vậy để thấy rằng giờ phút này chúng ta đang tìm hiểu một điều. Những nhân vật sống thực và những nhân vật sống về ảo tưởng. Tôi biết rõ những chi tiết mà tôi đã được biết, những sự thật, chứ không phải tạo ra những cái fake news như bây giờ đang phổ biến khắp thế giới qua vấn đề chống đối của Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ. Khi chúng ta đặt bút xuống để viết những điều liên hệ đến lịch sử một giai đoạn nào đó, xin viết bằng công tâm, chứ không phải phe phái hoặc là để buôn bán về vấn đề chính trị. Thì sở dĩ tôi nói như vậy để thưa rằng cái cuộc đời này, sau 44 năm chúng ta làm việc từ cộng đồng với bác sĩ Cường và anh chị em ở đây, các phong trào, các tổ chức, các đoàn thể, chúng ta làm việc bằng công tâm về nỗi hoài niệm về đất nước. Chúng ta không có mua danh mua lợi trong những sinh hoạt cộng đồng, nhưng chúng ta đã trở thành nạn nhân của những sự xuyên tạc, mạ lệnh, chửi bới, nhục mạ bằng những ngôn từ hạ cấp. Những sự xuyên tạc mạ lệnh đó phát xuất từ Cộng sản Việt Nam vói tay ra ngoài hải ngoại để mua chuộc những tên trơ cờ đón gió và làm lũng đoạn tình đoàn kết của chúng ta trong cộng đồng, và đặt ra nhiều cái nickname ở trên internet coi như đó là cái mặt trận thông tin hàng ngày để tiêu diệt những đối tượng mà người cộng sản nghĩ rằng có thể tạo ra những tiếng vang chống lại chế độ cộng sản. Và đồng tiền của chúng ta gửi về mỗi một năm mười mấy tỷ đô la, một phần lớn là vào túi của bọn tham nhũng cao cấp, một phần thứ hai để nuôi đảng, một phần thứ ba để gửi ra ngoài hải ngoại. Những tin tức đó xác thực tôi đã được biết, vì hiện nay tôi làm việc liên tục mỗi ngày đêm với anh em trong nước. Nhưng tôi không muốn nói rõ ra vì đã là vấn đề riêng của tổ chức. Anh em chúng tôi đã được biết rằng một phần số tiền của chúng ta gửi về qua vấn đề ngoại tệ thì đưa trở lại ra ngoài hải ngoại để nuôi cán bộ, trả tiền lương cho các tòa đại sứ, các tổng lãnh sự và mua chuộc những tên ăn không ngồi rồi dùng máy computer để tạo ra 5-10 cái nick ma, nick quỷ chống phá tất cả anh em chúng ta. Mỗi bài viết như vậy 300-500 đô la. Cho nên tôi không lạ gì những tên tuổi vô danh nào đó đột nhiên bùng phát ra những cái mặt trận chống đối, mà bản thân tôi cũng là một nạn nhân. Có nhiều anh em hỏi tôi tại sao ông ăn cái gì, không có giải gì hết, không có chức vụ gì hết, không có tiền lương gì hết, thì bỏ cuộc mẹ ra rồi làm cái gì mà 44 năm nay vất vả vất vưởng đi lang thang cầu cạnh.
May rằng tối hôm nay quý vị còn thương, cho tôi một bữa cơm, cho tôi một vài thời gian để thưa chuyện. Còn nếu không thì tôi cũng lang thang mà khổ. Thầy nói tại sao không bỏ cuộc đi? Tại sao trở về thấy vợ mình chờ mười mấy năm không lo đi làm để trả ơn lại cho vợ mình, rồi tiếp tục xách cả tác đi nữa? Có một ông bạn gặp tôi từ bên Mỹ qua đây, cũng là một sĩ quan cấp ta. Tôi không dám nói xấu ai cả, nhưng mà đó là sự thật. Ông ta tặng tôi ngoài đường, ông ta trời ơi lâu quá mà gặp lại con. Rồi ông ta giơ tay lên giờ tán tôi và hỏi, rồi ông nói tôi coi chừng ấm đầu rồi đấy, đi khám bệnh đi, nghe nói ở bên Úc này có Medicare không tốn tiền, sao tôi không đi khám bệnh đi. Tôi nói mẹ mai đó có bệnh bằng gì đâu, nói mẹ giờ phút này mẹ còn chống còng nữa là ấm đầu rồi gì nữa. Hay những cái điều đó, nếu như mình không có kiên trì tâm nguyện một đời, cuối này mẹ Việt Nam cho con làm một người con hiếu thảo thì bắt buộc phải bỏ cuộc. Cái bỏ cuộc mới là cái logic. Mà vẫn còn tiếp tục đứng đây để nói chuyện bằng những dòng nước mắt là không có logic chút nào. Nhưng trở lại, năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi bị cộng sản giết chết bằng cách chôn sống trên một cái đồn cát ở Quảng Nam, Đà Nẵng, mà ông đồng hương của tôi mới đã biết. Mẹ tôi bị chôn sống cùng hai ông người chú. Như trước đó năm đó khoảng tôi 8-9 tuổi, tôi hỏi mẹ tôi, má má, khi lớn lên má con muốn con làm cái ông gì? Tôi còn nhỏ nhưng mà tôi hỏi như vậy. Má muốn con làm ông nhà giàu, ông thầy thuốc, ông nhà giáo hay ông nào? Mẹ tôi ôm tôi vào lòng rồi. Cái vấn đề con nên làm ông nhà giàu, ông thầy thuốc hay là ông thầy giáo tùy con. Sau này con lớn lên con tự biết. Nhưng má chỉ muốn con một điều là con nên làm một người nhân hậu. 9 tuổi tôi vẫn còn nhớ đến ngày hôm nay. Gần 90 tuổi đầu tôi vẫn còn nhớ. Mẹ tôi dạy con cố gắng làm một người nhân hậu. Vì nhân hậu lời mạng dạy, cho nên giờ phút này tôi vẫn còn đứng đây với cúi đầu tư chuyện quý vị. Tôi còn rất nhiều kỷ niệm, nhưng xin tạm ngưng để mời Thu Hường ngâm một bài thơ, rồi tôi xin phép nếu có thời gian tôi tiếp tục tôi nói chuyện. Nhưng cái câu chuyện Thu Hường chưa xong à? Còn câu chuyện nữa là phải nói những thơ. Ở đây không biết là bác sĩ Hoàng có còn ngồi đây không? Đâu? Mới đi về hả? Thầy nói chuyện thì cuốn lên. Ở đây phải lưu chảy. Các anh em ở đây, ở trong quân trường dạy tôi một điều. Như quý vị ở đây cũng là đồng đội, khi chúng ta vào quân trường để học, một trong những điều căn bản được dạy là sau này ra trường trở thành sĩ quan, cái điều căn bản chỉ huy có nghĩa là tiên liệu, phải không quý vị? Chỉ huy là tiên liệu. Tôi muốn nói như vậy có nghĩa là tối hôm nay quý vị muốn đến đây để thương mến gặp gỡ tôi thì xem thử cái nhà hàng nó nằm ở đâu, coi bản đồ, coi trên iPhone, rồi ra lái xe xem rồi xe nó còn xăng hay không, rồi nhớ đem theo bằng lái xe, rồi nhớ khóa cửa nhà nằm nó vào nó ăn trộm, rồi xem được cái ông
Tháo lên ông mời mình đi mấy tiếng đồng hồ để xem nó về có kịp hay không. Tất cả những điều đó là điều tiên liệu, đó là việc nhỏ. Năm 1980, tất nhiên là sau khi chúng ta mất nước 5 năm, Cộng sản đang ở trên đỉnh cao của quyền lực, Liên Xô chưa sụp đổ, các nước Đông Âu chưa tan nát, Trung Cộng, Liên Xô để yếm trở cái Việt Cộng trên đỉnh cao và định làm bá chủ luôn cả Đông Nam Á. Mà tôi là người đầu tiên từ Úc Châu qua Thái Lan, băng rừng lội suối 3 tháng trời trở về là biên giới Việt Nam. Nếu như không có tiên liệu thì chỉ là thằng điên. Quân trường đã có dạy tôi làm một cái điều ngu xuẩn như vậy. Đâu có ai đem một trung đội và cầm thêm một đại đội của Lào kháng chiến đi yểm trợ để trở về lật đổ một chế độ đang ở trên đỉnh cao của quyền lực. Cha mẹ sinh tôi ra đâu có ngu dốt đến cái một đội như vậy đâu. Và bao nhiêu năm trời trong quân trường, trong quân đội, các bậc thầy của tôi trong quân đội đâu có dạy một cái thằng ngu như tôi để đem một trung đội trở về để lật đổ một chế độ. Rồi khi tôi bị sa cơ tại biên giới Hạ Lào, tại Pleiku, sau hơn 3 tháng trời đi từ Thái Lan qua Hạ Lào băng rừng vượt suối đi đường bộ, chứ không phải đi bằng máy bay bây giờ, đi về thăm quê hương 17 tiếng là tới. Thì khi tôi thất bại thì người ta nói rằng ngu thì ráng mà chịu. Đem thân vào hang cọp ráng mà chết. Tôi muốn nói ở đây để minh thị là một điều, tôi không bao giờ ngu xuẩn đến cái mức độ bỏ vợ bỏ con, bỏ cuộc sống sung túc có lương cao, có nhà rộng, có công an việc làm với trình độ tuy là hạng hẹp của tôi, nhưng tôi có đầy đủ phương tiện để trở về kêu gọi anh em 5-10 người lật đổ một chế độ cộng sản. Tôi chưa đến nỗi ngu dốt đến cái mật độ như vậy đâu, nhưng đó là một chuyến đi liên lạc đầu tiên tại hải ngoại với mặt trận Liên Tôn Phục Quốc Việt Nam do Linh Mục Nguyễn Văn Vàng làm chủ tịch. Mà Linh Mục Nguyễn Văn Vàng là ngày tôi ở trong sư đoàn 22 bộ binh đóng ở tại Phú Thành, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thì Linh Mục Nguyễn Văn Vàng là cha tinh thần của tôi. Và sau ngày mất nước thì cha cùng một số anh em lãnh đạo các tổ chức tôn giáo như là Hòa Hảo, Cao Đài, Phật giáo thành lập ra ngoài cái mặt trận Liên Tôn Phục Quốc Việt Nam và đã cho người tìm tôi một cách bí mật ở tại Úc Châu, yêu cầu tôi phải về gấp để lập ra một cái mặt trận liên kết hải ngoại quốc độ bùng lên để tạo thành một thành trì chống cộng. Cho nên cái mục tiêu của tôi là đi trở về là hội họp với quý vị ở trong mặt trận Liên Tôn Phục Quốc Việt Nam qua 3 cái tọa độ mà chỉ một mình tôi biết đến ngày tôi chết, không có ghi vào giấy tờ mà ghi vào ký ức. Tọa độ thứ 1 không gặp, tòa đội thứ 2, tòa đội thứ 3 thì cho con người đưa đi gặp quý vị ở trong mặt trận Liên Tôn, rồi ra trở lại thành lập một cái sự liên hiệp đầu tiên tại hải ngoại phối hợp đồng hành với quốc rồi tạo thành một cái mặt trận phục quốc rõ rệt. Nhưng tiếc rằng tôi đã sa cơ trong một cuộc phục kích bất ngờ.
đúng ra là một cái tai nạn, chứ không phải là một cuộc phục kích mà chúng tôi không đủ sức để chống lại. Một cái tai nạn là tại vì khi đến gần đến biên giới Việt Nam, đến tỉnh Pleiku để đến tọa độ thứ một, thì ban ngày chúng tôi phải trốn vào trong cái hốc đá, còn ban đêm thì mới đi để tránh những vấn đề ruồng bố của Lào Cộng. Ở cái vùng đó không có Việt Cộng đâu, chỉ có bọn Lào Cộng. Mà những cái quân kháng chiến Lào của tướng Văn Tao là anh em kết nghĩa của tôi, họ thuộc lòng cái đường đi. Nhưng tôi đã ra lệnh rằng không được khai phạm khoa hóa, không được bắn súng khi nào chưa có lệnh của tôi. Tại vì khai hỏa tức là đồng mổ. Nhưng tối hôm đó thì chúng tôi băng qua một khu rừng. Thì trong cái khu rừng đó có những cái đám dân làm đường từ Pleiku đi Atapu của người Lào. Mà đám dân làm đường đó nó có súng. Thì có một số anh em Lào kháng chiến hộ tống tôi. Vì đói quá rồi, chúng tôi hết cả lương thực. Thì thấy có một con heo rừng chạy ngang qua, thì anh em quên cái lệnh của tôi là rút súng ra bắn con heo rừng. Thì súng nổ lên và bọn dân quân của Lào làm đường nó ào ra và nó gọi truyền tin cho bọn biên phòng của Lào Cộng đến vây chúng tôi 3 ngày 3 đêm. Đó là một cái tai nạn. Cho nên khi tôi tra cơ thất thế rồi thì ở ngoài này nó tung tin ra Võ Đại Tôn đem tranh vào miệng cọp. Chúng tôi đã dàn trận ra để đoán bắt cái tên phản động này. Xin lỗi quý vị, cho tôi nói một câu. Làm thế nào mà cả một biên giới 1.800 cây số Việt Lào, mà quân số đâu để mà mai phục 24/24, mà không biết ngày nào tôi đi, ngày nào tôi đến. Nên khi đã bắt được rồi thì tung tin phát thiệt để tuyên truyền. Rồi ngoài này là tin thật. Đấy, đi về nộp bạn cái Cộng sản, nó chờ rồi đó. Ngày mai tôi đi về Sydney, tôi đã có nói cho ai biết ngày mai tôi đi Qantas, Virgin hay cái gì đâu. Cũng hồi thì tôi đi về Việt Nam. Nhưng khi nó bắt được rồi, nó tung tin để nói rằng bọn tao biết hết. Đêm nào ló đầu là bọn tao tốt khỏi. Từ ngoài này tin và chửi bới chúng tôi là những thằng ngu dại. Tôi không muốn nói đến những điều đó nữa, nhưng tôi nói về vấn đề tinh thần. Khi nãy tôi nói rằng hai bà cụ già đã nâng tôi đứng dậy bằng hai viên kẹo ho cuối đời của tôi. Thì bây giờ tôi nói về một người thanh niên. Giờ phút này tôi vẫn còn nghe tiếng hét lên. Khi chúng tôi bị phục kích và băng qua cái dòng suối Trăm Phi, mà cô Thu Hường đã thuộc lòng cái bài thơ Tiếng Chim Bên Dòng Thác Trăm Phi. Người thanh niên đồng đội của tôi là một thiếu úy chưa đầy 29 tuổi, đã tổng quân vào trong kháng chiến phục quốc của tôi, xuất phát từ Thái Lan. Anh ta rất là thông thạo về tiếng Lào, cho nên được làm cử vào phái đoàn phục quốc của tôi làm liên lạc viên với kháng chiến Lào, vì nói tiếng Lào giỏi lắm, và là thiếu úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tên là Vũ Hoài. Rồi trước khi đi có một người yêu là người Lào và được giấy phép đi định cư tại Pháp, đang chuẩn bị đến đường đi Pháp định cư. Nhưng khi được biết tôi từ Úc qua bên Thái Lan để trở về quê hương thì anh ta đi tìm tôi và nói rằng thưa thầy,
cho em tháp tùng cùng thầy. Thế tôi hỏi như vậy thì người yêu của anh, thì hôn thê của anh như thế nào? Em đã nói với cô cứ đi trước đi, em đi theo thầy, và em đã xé passport của em rồi, em quyết tâm đi trở về phục quốc với thầy. Và khi chúng tôi bị sa cơ, bị phục kích mấy ngày, anh ta băng qua một cái dòng suối, chúng tôi bắn hết đạn, mấy người Lào hộ tống của tôi đã chạy loạn loạn hết, thì tôi bắn hết đạn. Một anh em đồng đội của tôi là một trung sĩ thủy quân lục chiến cũng bắn hết đạn, thì tôi thấy anh Khoa chạy ra, Vũ Hoài, tên thật là Vũ Đình Khoa nhưng mà biệt danh gọi là Vũ Hoài, chạy ra đứng giữa dòng tác và nói: thầy ơi thầy, anh em ơi, chạy đi chạy đi, con ở lại làm bia đỡ đạn, thầy chạy đi thầy ơi. Và nói xong thì một loạt đạn của Lào Cộng nó bắn, anh ta gục xuống. Tôi với Lập và một số anh em chạy bị hết đạn. Ba ngày sau tôi trở lại cái dòng tác, tôi thấy xác của Vũ Hoài bập bềnh nằm trên dòng suối, máu vẫn còn chảy. Tôi cho Lộc đi khắp nơi, thấy không còn quân phục kích nữa, tôi mới lội ra kéo cái thây xác của Vũ Hoài vào, và sợ không đủ thời gian để trốn cất, chúng tôi khiêng đá đắp lên cái thân xác của Vũ Hoài ở bên cạnh dòng tác Trâm Phi, và tôi đã khóc. Anh đắp lên cái nấm mộ của em, cái dòng tác Trâm Phi bằng tấm lòng của anh. Rồi sau đó chúng tôi đi, và mấy ngày sau chúng tôi bị bắt. Khi bị bắt thì Việt Cộng nó không biết tôi là ai, nhưng mà nó biết tôi là người Việt Nam. Nó chuyển tôi về, đi máy bay Liên Xô về Hà Nội. Một tháng sau nó mới tìm đầy đủ hồ sơ, nó mới biết Võ Đại Tôn là ai. Và sau đó thì chuyện đó tôi chưa nói đấy, nhưng tôi muốn kể chuyện là cái tình của một người anh em đồng đội. Vì lúc bây giờ khi nằm trong lao tù, tôi nhớ là những cái chết anh hùng đó, vô danh, thì tôi có làm mấy câu thơ: đường ta đi đến lên đèo xuống suối, hành trang nghèo mà nặng gánh cô đơn. Chúng tôi vô cùng cô đơn, đi không ai biết, về không ai hay, và còng lưng gánh nặng những nỗi oan khiên của một giai đoạn, những lời chửi bới, nhục mạ, thậm chí luôn cả gia đình của tôi cũng trở thành nạn nhân. Bởi giờ phút này trên mặt trận Internet vẫn còn những sự xuyên tạc mạ lịch, kêu tôi là một thằng trốn quân dịch, gọi tôi là một thằng được thả ra để nằm vùng chống phá cộng đồng. Tất cả mọi chuyện đó tôi xin dâng hiến lên cho mẹ Việt Nam, vì mẹ hiếu con và thương con. Và tôi xin cúi đầu cảm tạ ân tình của quý vị, vì còn thương đến tôi, còn hiếu, còn cảm thông đến tôi, cho tôi một bữa cơm trước khi trở về lại Sydney, rồi tiếp tục con đường còn lại cái hơi thở cuối đời. Trở lại vấn đề đầu tiên, tôi thưa quý vị, và lẽ vô thường của cuộc đời, đến chừng này tuổi đầu rồi thì bạn bè của tôi, về thế hệ của tôi không dám nói các vị khác, các vị trú thường khác tôi không đủ thẩm quyền để thưa, nhưng bạn bè lứa tuổi của tôi trong quân đội, trong chính quyền, trong văn học nghệ thuật, 80-90 tuổi cả rồi, thì tôi đi khắp nơi lằn lằn rùng hết,
nhìn xuống không thấy một tên nào bạn của mình, không có một ông cụ già mà bạc tóc mà vẫn còn lang thang đi thuyết trình, đi đấu tranh, đi hội họp suốt ngày không có. Thứ nhất là đã chết rồi. Tuần nào tôi lập cái cuốn sổ tay của tôi cũng gạch ngang cái là thì nghe cáo có phân ưu nhiều quá. Biết rồi là toàn gạch 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 không à. Bằng học rồi, trong quân trường rồi, trong binh chủng, tiêu hết. Thứ nhất là chết, thứ hai là vào nước sinh hôm nằm để chờ chết. Thứ ba là theo như lời của cụ Nguyễn Du trong truyện Thiếu Kiều, là chiều đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào đám bụi hồng làm chi. Thôi, bây giờ đi tu thiền, đi vào hội tâm linh. Còn cái ông bác sĩ Cường cũng làm chủ tịch cộng đồng kề ổng. Còn anh em nào khỏe thì một năm đi biểu tình quốc hằng làm, hay là ngày gọi là quân lực thì mặc quân đội vào rồi đi chào cờ rồi đi về. Siêu đời đã tắt lửa lòng. Còn thứ ba là con cháu nó thấy nó chán con, nó về Việt Nam nó mua cho cái nhà, gửi về Việt Nam mà ở chờ chết. Giờ có nào thì cũng chẳng có chống không làm gì, già rồi đâu có chống làm gì, chẳng ai được tới mình nữa. Thứ tư còn rất là tôi chỉ nói bạn thôi, thế tôi không dám đụng tay hết á. Thì ngủ một đêm thức dậy tưởng mình là lãnh tụ, cho nên dùng cái mặt trận không phải là sư đoàn này hay là binh đoàn khác, mà cái mặt trận là internet, rồi đưa ra những kế hoạch tài trời, bà nữ hoa đổ đá vá trời, nhưng cuối cùng không thấy ai theo mình cả, và không dám có tiền để thực hiện những cái dự án đó, thì đâm ra tức và chửi lung tung, rồi trở thành độc cô cầu bại, anh hùng cô đơn. Đó là bạn của tôi. Tôi không dám dùng tới quý vị trưởng thượng khác, nhưng mà bạn của tôi nhiều lắm. Tại vì xin lỗi quý vị, tôi nói thẳng ra, tôi cũng là một tên giang hồ. Vì có giang hồ cho nên tôi gặp rất nhiều bạn. Xin lỗi thượng vàng và hạ cám, tôi đã từng ngủ chung với anh em gọi là giang hồ ở Sài Gòn, đủ thứ chuyện. Đại ca khai cái thế lại anh em chúng tôi. Đi hành quân về là cởi áo crazy ra là đi nhảy đầm, rồi đi giang hồ và anh em lung tung em. Rồi anh em trong văn học nghệ thuật, rồi anh em lên hành tránh quân đội. Trời ơi, nó đủ thứ trời, nhà tôi mà lấy tôi mà nói, trời ơi, sao anh bạn đông quá vậy. À, những cái người đó giờ bố này không còn nữa. Rất là trí tình. Mưng mà 44 năm qua có nhiều khi đã bị thay đổi lòng người vì nhiều hoàn cảnh, nhiều thấy 44 năm rồi chống cộng chẳng đi tới đâu á. Càng ngày càng già mà để hết ông chủ tịch cộng đồng này hôm nay kêu đi khánh thành tượng đài, rồi mai rồi là đi lễ đống đa, rồi mốt là đi này kia, mệt quá thôi. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bi quan. Nói như vậy để thưa quý vị rằng chúng ta tìm trong một cuộc đời làm cách mạng cùng với toàn dân vùng dậy thì quý hồ tinh hơn quý hồ đá. Chẳng thà một cái đại gia đình như thế này mà một lòng với nhau, còn nói là 1.000 người mà chia ra là 10 tổ chức rồi chống phá lẫn nhau. Cho nên nói tóm lại là từ hai cây kẹo ho của hai mẹ già Việt Nam cho tôi, từ tiếng thét của một người bạn đồng đội như là em, như là con của tôi, thầy chạy đi con ở lại làm bia đỡ đạo, rồi âm tình của quý vị cho tôi hôm bữa cơm hôm nay, đã năm tôi đứng dậy tiếp tục làm người
chứ không là một tên nô lệ áo cơm, không phải chạy theo những hư danh ở cuộc đời này để rồi cũng trở thành vô thường. Trước khi mời cô Thu Thường và để quý vị uống nước xả hơi, thấy tên Võ Đại Tôn khùng khùng điên điên là nói nhiều quá, nghe biết vỗ tăng, thì tôi xin thưa rằng ngày tôi ở tù về, có một vị cao cấp trong chính quyền ngoại quốc đã nói chuyện với tôi và vỗ vai nói rằng ok, stop it, chấm dứt đi nha. Tôi hỏi chấm dứt cái gì ông? Dạ thưa anh Thảo Lê, có thể cho tôi kết luận được không? Dạ không, cứ trong một phút nữa thôi. Trời ơi, ông già nào ở trong tù này có nước đâu uống. Cho tôi một phút nữa được không anh? Dạ. Tại vì tôi muốn kết luận cái câu này. Cái câu này tôi muốn gửi lại cho anh em. Một ông chính quyền cao cấp ngoại quốc, sau khi nghe cái cuộc đời đấu tranh của tôi, ông ta vỗ vai người ta là ok, stop it, ok. Tôi đứng dậy, tôi hỏi là ông muốn tôi stop cái gì? Ông ta nói là từ ngày mà ông đi ở tù về chẳng biết tin tức gì được vợ con ông, rồi cộng đồng, rồi chính quyền thư mới biết được, nhờ chúng tôi can thiệp, nhức cái đầu quá. Bây giờ tôi ông được ra rồi, ông stop đi, hưởng thụ tuổi già, sống với vợ con, làm lại cuộc đời. You better stop it. Tôi hỏi ông nói xong chưa? Ông nói xong rồi. Nói như vậy tôi xin cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã có những cái lần can thiệp giúp đỡ cho tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng ông không đủ quyền để ra lệnh tôi stop. Vì thứ nhất ông cũng phải là người mất nước. Ông không hiểu tâm trạng của một người mất nước. Điểm thứ hai, tôi không phải là con cháu của ông để mà ông dạy dỗ những cái điều không được chống lại cái sự gian ác tàn bạo của một chế độ. Tôi chống lại cộng sản không phải tôi chống cho tôi, mà tôi chống cho bao nhiêu người bị oan thiên đầy đọa trên tổ quốc của tôi. Bao nhiêu bạn đồng đội đã chết trong cuộc chiến tranh, bao nhiêu bạn tù tội giờ phút này còn đang quằn quại ngày đêm trên vũng máu sàn đi. Cho nên ông đủ thẩm quyền để yêu cầu tôi stop. Và nếu như ông cần tôi stop đáng khỏi phiền lòng, thì ngày mai tôi ra khỏi cái đất nước này. Bất cứ nơi nào tôi đứng được hai chân, tôi vẫn còn tiếp tục chống cộng sản vì sự tàn bạo, dã man, vô nhân của một chế độ. Tôi xin cảm ơn quý vị. Và khi nãy anh Thảo Lê có cho tôi biết rằng khi nào mà bắt đầu tèm thuốc lá thì ngưng lại để nghe cô Thu Hường ngâm một bài thơ, xong là vào đấy. Quý vị có những thắc mắc nào đó thì cho tôi xin trả lời cho đến khi chúng ta bế mạc. Nếu như quý vị nói rồi thôi mà mệt quá rồi tôi đi về ngủ thì tôi xin về. Một điều về cái sự xáo quyệt của người cộng sản đối với tù nhân mấy người biết lắm. Quý vị ở đây, anh chị em quân cắm chính, đặc biệt là anh em quân đội, đại đa số đều cùng với dân tộc của chúng ta miền Nam đã bị vào trong lao tù. Những cái lao tù gọi là cải tạo nó khác với lao tù tù nhân lương tâm bây giờ, hoặc là tù nhân phản động như bọn chúng tôi trong cái ngày phục quốc. Hai cái hoàn cảnh khác nhau và hai sự đối xử cũng khác nhau.
Thưa quý vị, tôi xin phép được một điều. Vào thập niên 80 như là bác sĩ Cường còn nhớ, thì Bạch Tường đi về hả? Đi về, bây giờ tôi nói chuyện với ai nghe. Cho tôi 5 phút nữa được không? Tôi bảo muốn đi đâu mà đi. Trời ơi, anh nói vậy sao chắc về. Tại vì đây là một cái điều mà tôi phải bạch hóa ra cho quý vị thấy. Sau khi giam tôi 10 năm, 1 tháng 17 ngày và tra tấn tôi 96 lần chết đi sống lại, tôi không thấy nắng mặt trời, tôi không có một hạt đường, tôi không có một cọng rau tươi suốt hơn 10 năm. Thì có một hôm tình cờ người ta mở cửa xà liêm và nói: mày đi lên làm việc. Việc cộng nó gọi là làm việc mà. Tôi chẳng biết đi đâu. Thì 10 năm tôi có hai bộ áo tù rách nát thế này, tôi mặc lang thang đi lên cái phòng khỏi cung. Thì tôi thấy thằng trại trưởng báo tin cho tôi biết rằng anh đã được tự do rồi đấy. Đảng và nhà nước khoan hồng cho anh được tự do. Rồi sau đó thì nói rằng có cái áo sơ mi lên mặc cho nó đàng hoàng lên trình diện với lại thủ trưởng. Tôi chẳng biết trình diện thủ trưởng nào. Thì dẫn tôi lên cái phòng của thằng trại trưởng. Thì có một cái bàn đầy cả tướng tá của Cộng sản ngồi, và có cái ghế ngồi riêng ra. Thì có cái ghế ngồi riêng ra của ông. Tôi được giới thiệu đây là Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Lần đầu tiên Cộng sản mới minh danh cho mình biết cái chức vụ của nó và tên tuổi. Vì nó thả tôi rồi, nó không cần giữ bí mật. Sau này tôi hỏi nó đó là biết là tên Lê Minh Hương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Và sau này nó lên Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì nó bị thủ tiêu chết một cách bí mật của phe đảng của nó, gọi là thủ tiêu trong nội bộ đảng. Nhưng khi kêu tôi lên ngồi thì nó chỉ ngay mặt tôi và nói rằng: dạ không, có lẽ là tôi còn cần nói chuyện với tao. Dạ tôi chỉ xin 5 phút để nói về một cái bí mật của thằng Cộng sản mà chúng ta cần phải biết. Nó chỉ vào mặt tôi và nói rằng: anh có biết tại sao anh được thả ra không? Tôi nói: dạ thưa ông, giờ phút này thì ông thả hay là ông giết hay là ông chém ông đâm thì tôi cũng cần biết. Tại vì thú thật rồi, lúc bây giờ lòng tôi nó cay đá rồi. Tôi biệt vô âm tín với gia đình với tất cả. Tôi không thấy ai ngoài thằng Cộng sản hơn 17 năm. Anh em đi tù cải tạo, còn có đi lao động rồi, còn có gia đình đi tiếp tế này kia. Tôi là viên biệt âm tín. Tên của tôi không phải là tên Võ Đại Tôn nữa, mà nó đổi tên là tên X1. X là xâm nhập, 1 là đầu tiên. Thì nó nói là: anh không cần biết nhưng mà tôi phải cho anh biết. Tôi thả anh ra vì 3 lý do. Lý do thứ nhất là tôi được cán bộ y tế báo cáo tôi biết là anh sắp chết rồi. Thả anh ra để chúng tôi còn mắc công đi chôn, tốn đất, đi khuất mắt đi. Điểm thứ hai là chúng tôi đang ban giao với cái xứ gọi là Úc Đại Lợi, mà nó kêu là Australia gì đó, ban giao về vấn đề kinh tế. Chúng tôi đã có được gặp ông ngoại trưởng rồi, ông này kia chúng tôi họp hành, và chúng tôi muốn có sự yểm trợ về vấn đề kinh tế.
cho nên vừa làm nước Úc đại lợi, mà gia đình của ông là công dân Úc, đồng bào của ông ở bên Úc thì cũng gọi là tỉnh quyền thư nhiều lắm. Rồi điểm thứ ba là để tỏ cái lòng khoan hồng của đảng và nhà nước đối với một tên đại phản động như mày, thì chúng tôi thả ra. Nhưng cái điều thứ ba là cái điều quan trọng nhất cần phải nhớ, bọn tao thả mày ra để cái gọi là cộng đồng hải ngoại giết mày chết. Quý vị đã có hiểu được nó nói cái gì? Tôi lúc bây giờ cũng không hiểu được, tại vì tôi cách xa quý vị cộng đồng mười mấy năm. Tôi ở tù hơn 10 năm, nhưng mà tôi ở biên giới Lào với lại Thái Lan hơn một năm nữa nè. Tôi có liên lạc gì đâu. Thì ngày hôm sau nó phát cho tôi bộ áo quần, bắt tôi lên xe ngồi, có bốn tên cán bộ cầm súng và chở tôi đi. Tôi hỏi các ông đưa tôi đi đâu. Nó nói mày đừng có hỏi lang thang linh tinh, đưa đi đâu thì đi, nhưng mà ngừng lại đây chút xíu đi. Đi vòng vòng, lần đầu tiên tôi thấy thành phố Hà Nội. Tại vì bị bắt về là đang vào luôn gọi là hóa lò, rồi hóa lò đưa qua trại tù cách nhiệt nằm một chỗ. Thì nó vòng vòng nó ngừng lại tới cái lăng của Hồ Chí Minh. Nó bắt tôi xuống đứng đây trước khi khoan hồng được tự do, chụp hình để cảm ơn bác đi. Tôi nghĩ trong đầu, tôi nói bọn này đang đạo diễn phim ảnh gì đấy. Nhưng mà lúc bây giờ mình từ chối cũng không được. Thì đến phút chót mình nghĩ rằng mình được tự do để tiếp tục chiến đấu và làm nhân chứng một chế độ độc tài giả mang như nó chết một cách vô lý, vô ích. Cho nên tôi bước xuống và tôi đứng cái lăng Hồ Chí Minh đây, thì tôi đứng nó chụp cái hình. Xong rồi nó nói thôi lên xe, ở bây giờ đảng và nhà nước khoan hồng cho anh. Chúng tôi là những người cán bộ quản giáo, mời anh vào cái quán nước này uống ly nước. Cái quán nước bên đường mà tôi bước vào, tôi thấy camera, bốn cái camera bốn góc, đèn pha chiếu trắng trưng, có cái bàn ở giữa, có hai ba cô mặc áo dài. Ở trên này có bia trúc bạch, bia liêm số, tôi còn nhớ rõ. Đầu óc của tôi chưa hư một cái gì hết. Rồi thuốc Đà Lạt, rồi thuốc hoa sen đủ thứ, đầy bàn. Rồi bảo tôi ngồi xuống, rồi cô rót bia, rồi bảo cầm ly bia lên đi, cười đi, cảm ơn đảng và nhà nước đi. Rồi nó quay phim, chụp ảnh. Tôi làm thế, tôi đánh bơ. Tại vì tôi đã lừa được thằng Cộng sản trong buổi họp báo quốc tế tại Hà Nội năm 1982, thì xá gì ba cái chuyện rùi ru này. Miễn sao mình còn sống thì tiếp tục đấu tranh còn hơn chết một cách vô ích. Thì tôi cho như chú cảm ơn các năm sau. Xong nó chở tôi ra, tôi hỏi bây giờ đi đâu. Nó nói bây giờ mới biết, cho mày biết là đi ra phi trường Nội Bài để trục xuất. Thì tôi chẳng biết là phi trường Nội Bài ở đâu. Thì tôi ra đến phi trường Nội Bài thì ông tổng lãnh sự Úc chạy đến gặp tôi và hỏi tôi câu đầu tiên, ông còn nhớ tiếng Anh không? Cho nên tôi vẫn còn nhớ, tại vì 10 năm mỗi ngày tôi vẫn còn luyện ngoại ngữ của tôi, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng này, tiếng kia, tiếng Mã Lai, tôi luyện mỗi ngày để không quên. Rồi tôi làm văn viết thơ bằng trí nhớ, vì không có giấy bút, không có ánh nắng mặt trời, không có ánh đèn, thì tôi phải tồn tại. Thì tôi nói với ông ta là tôi còn nhớ, và tôi nói bằng tiếng Anh. Thì ông ta nói ông vào đấy với tôi, và ông xây lại, ông nói với người trong dịch viên, là nói với người cán bộ, tôi muốn gặp riêng ông này. Thì vào ông ta đóng cửa lại, và nói rằng đây là giấy tờ nhập cảnh vào nước Úc, ông ký tên ở dưới đi, ông đừng có điền gì hết, chúng tôi đã điền hết rồi, vì người ta có thể thay đổi ý kiến trong vòng 5 phút, ông phải đi gấp.
Xong rồi ông ta rút ra 50 đô la đưa cho tôi và nói rằng tôi biết rằng hơn 10 năm ông thèm thuốc lá và ông thèm lá bia, bia uống. Ông làm ơn khi bước xuống phi trường Bangkok, ông mua một khói thuốc lá và uống một chai bia để tôi welcome ông trở về để Quỳnh Hát. The beer free man again. Thế rồi đưa tôi ra phi trường, lên máy bay không có giấy tờ nữa. Nó trục xuất mà bắt tôi ngồi phía sau không có một tờ giấy. Thậm chí xuống phi trường Sydney, ông Nguyễn Vi Túy bây giờ làm chủ bút tờ báo Văn Nghệ đó, nếu bây giờ ông làm Immigration Department, ông ra phi trường, ông kiếm bỏ này tôi không ai biết hết. Thế tôi lững lững tôi bước xuống, ông Túy nói, anh tôi hả? Tôi nói tôi đây, trời ơi, em kiếm tên tuổi anh, trong manifest không có. Cuộc đời của tôi có nhiều cái lạ lắm, thì theo vào. Nhưng mà tôi muốn nói là khi tôi về là Sydney, gặp lại gia đình, rồi đi đây đó, chỉ có 3 ngày sau thôi. Tôi về ngày mùng 10 tháng 12 là ngày quốc tế nhân quyền, được tự do. Thì ngày 15, 13, 14, 15 gì đó, tháng 12, anh em ở bên Mỹ gọi điện thoại gấp qua cho tôi. Nói anh Tôn ơi, anh làm cái gì mà ba tờ báo bên Mỹ đăng đăng nhất hình anh chụp trước lăng Hồ Chí Minh. Và ở dưới cái đề câu, Võ Đại Tôn được đảng và nhà nước khoan hồng cho tự do để tiếp tục chống phá cách mạng, xâm nhập hàng ngũ cộng đồng hải ngoại. Ba tờ báo. Mà trong đó có hai tờ báo trước đây là thân cận với tôi, cũng là biết nhau. Thì tôi mới nói là làm thế nào gửi gốc cho anh chị em được đó. Nó bây giờ làm có hệ thống gì đâu mà gửi. Tôi mai mốt anh qua bên này em giữ nguyên tài liệu cho anh chị em. Thì tôi qua, sau đó thì tôi qua bên Hoa Kỳ, vừa đi Âu Châu 3 tháng trời để cảm ơn đồng bào. Anh em mới đưa hồ sơ cho tôi xem, thì đăng lên trang nhất hình tôi chụp trước lăng Hồ Chí Minh đứng đây này, ở dưới này Võ Đại Tôn đã đầu hàng và được đảng và nhà nước khoan hồng, được tự do. Thì từ đó khi tôi đi nói chuyện ở đâu, người ta đưa cái hình ra, ông có phải là nằm bùn không? Ông có phải được đảng nhà nước khoan hồng cho ông được tự do để chống phá cộng đồng hay không? Đó là một trong những cái tác tích của thằng cộng sản đó, tiêu diệt những người chống phá cách mạng, gọi là cách mạng của nó chứ mà của mình. Thành ra nếu như tôi không vững tâm, tôi không quyết chí và tôi không phản bội những người đã chết trong cuộc chiến tranh đồng đội của tôi, không phản bội những ân tình của quý vị cho tôi ngày hôm nay, cho dù chỉ là một bữa cơm, thì tôi phải bỏ cuộc. Bỏ cuộc để tránh xa những sự chửi bới nhục nhằn oan kiên vào cuộc đời của mình. Để rồi vợ tôi nhiều khi cũng phải khóc tầm, nói rằng em không hiểu tại sao mà anh vẫn khổ tâm đến cái bậc rồi. Tiền bạc không có, không để lại cho gia tài, cho gia đình một xu, một cái nhà, một xe cộ nữa. Bây giờ phút này anh vẫn còn lang thang, tuổi già sức yếu. Tôi có nói nhà tôi, anh cảm kích cái ân tình của em đối với anh chờ chồng nuôi con, nhưng xin cho anh được tiếp tục những năm tháng còn lại của cuộc đời sống cho tròn cái tâm nguyện của một người con dân Việt Nam đúng nghĩa, rồi tất cả cũng qua đi. Tôi không giành giật của quý vị, của anh em một cái hư danh nào cả. Bác sĩ Bối Trọng Cường trong cái buổi lễ cho tôi ngồi đó, tôi ngồi đó, tôi cũng chẳng chạy lên ngồi trên ghế trước để làm VIP. Tại vì VIP theo tôi nghĩ riêng của tôi không phải là very important person,
mà gọi là very intoxicated person. Đối với tôi sợ như vậy. Thế là tôi không dám ngồi nữa. Tôi không dám đi xin ăn. Ngồi đây quý vị xin chứng minh bằng cái lương tâm của quý vị. Quý vị có bao giờ mở, nghe tôi mở miệng xin quý vị một xu nào không? Từ mấy chục năm đó chưa bao giờ tôi cúi đầu tôi xin quý vị một đồng bạc, mặc dầu tôi đói, mặc dầu tôi nghèo. Khi tôi đi về đấy, anh em mua cho tôi một chiếc xe Mercedes. Nghe cái tên Mercedes là ghê lắm, nhưng có 1,000 bạc. Rồi sau đó tôi bán lại 500, không ai mua hết, tại vì nó cũ quá rồi. Nhưng mà vẫn còn cái bán nhiều Mercedes. Sau đó cuối cùng bán được 500 cho cái ông garage quen. Rồi có một cái bà bác sĩ quen thân với tôi mấy chục năm. Rồi bây giờ thì bà về hưu rồi, bà đi tu thiền rồi. Bà có cái xe Mercedes, Mercedes Lexus mà 300,000 cái số rồi. Bà nói bây giờ bán thì nó cũng đắt, người ta là mua là tại vì cái đồ spare parts của Lexus mắc lắm. Thôi anh có cần thì anh lấy về mà anh chạy đi, được ngày nào hay ngày đó thì cho tôi cái xe Lexus. Thì thiên hạ mới tung tin ra, Võ Đại Tôn đi kháng chiến phục quốc, đi đấu tranh mà bước ra là Mercedes, rồi hôm nay là đổi thành Lexus rồi. Và nhà của Võ Đại Tôn giờ phút này dưới Sydney, mẹ không thua gì Dinh Độc Lập ở Sài Gòn. Những cái điều đó đến tai vợ tôi, và vợ tôi nói tại sao anh chấp nhận cái oan kiên của cuộc đời như vậy để làm gì. Nhưng tôi nói rằng xin em cảm thông cho anh, anh không để lại cho em một cái gia tài nào cả, không tiền bạc, không chức vụ, anh gửi lại cho em tấm lòng của anh, thế là đúng rồi. Tôi chỉ muốn nói như vậy để thưa bác sĩ rằng, cũng như anh chị em rằng, khi chúng ta thấy rằng con đường chính nghĩa của chúng ta đi là đúng, thì có một câu chuyện là có một người văn sĩ người Mỹ đã viết một câu là mỗi buổi sáng thức dậy lái xe đi làm, nếu như thấy xe đổ rác của thành phố thì nên tránh nó đi, không đụng vào, rác nó dính vào người. Tôi nói như vậy quý vị hiểu tôi muốn nói cái gì. Thì mình tránh nó đi để mình đi tiếp tục con đường mình đi tới sở làm, còn hơn là mình cúi cha vào cái lưng của cái xe đổ rác rồi mình cũng dính rác. Vậy thì trên con đường đi, như anh Tuấn Lê là tuổi trẻ, anh là bác sĩ Hoàng, xin gửi là cái lòng tâm tình của tôi tuổi trẻ. Tại sao những con cháu của chúng ta thay thế chúng ta để tiếp tục con cuộc hành trình này mà tuổi già 89 tuổi, 10 tuổi như tôi đã gục ngã rồi, thì chưa xuất quân đã bị chửi, chưa ra trận đã bị cướp đoạt khí giới. Đáng lẽ con cháu của mình nó bỏ công ăn việc làm, nó trương ngọn cờ vàng tổ quốc, nó đi biểu tình, nó chống phá chuyện này chuyện kia, chúng ta phải cảm ơn để tiếp tục cuộc hành trình còn lại của tổ quốc. Nỡ nào mà đi chửi con cháu của mình khi nó có lòng yêu nước thay thế chúng ta. Vì quý vị ngồi đây rồi lắm 10 năm 20 năm nữa rồi cũng chẳng còn, và con của chúng ta tiếp tục chưa mở mắt ra để đi biểu tình thì gọi là bọn ranh con không biết gì hết. Rồi những cái ông già như tôi yểm trợ tinh thần của con tôi, cháu tôi thì nói là bọn trâu già liếm cỏ non để làm cái gì những chuyện này. Thành ra tôi xin thưa quý vị rằng xin mở tấm lòng công tâm của chúng ta, không phải cho ta, không phải cho vợ con, cho gia đình,
Nhưng xin thưa mẹ Việt Nam rằng chúng con vẫn còn đây. Đó là bài thơ của tôi viết năm 1972 mà Nguyễn Ánh Kiếm đã phổ nhạc. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Đó là câu cuối cùng. Tôi xin cúi đầu thưa cùng toàn thể quý vị. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Xin cảm ơn.